Hi, Hoàng xin chào quý vị và tất cả các bạn. Cả clip này Hoàng xin giới thiệu bạn dòng Kona 2.0 đặc biệt. Con này là màu bạc nha các bạn, màu bạc. Màu bạc các bạn ơi. Hoàng review con này cho các bạn xem, mời các bạn theo dõi clip của bạn nha. Đây là mặt trước của xe nha các bạn. Mặt trước của xe này. Lưới chắn nhiệt hình thác cách carin nha các bạn. Đó, trông đẹp quá trời đẹp luôn. Về phần động cơ của con Kona 2.0 đặc biệt này, động cơ nó là động cơ NU 2.0 MVI nha các bạn. Cơ NU. Công suất cực đại nó là 149 mã lực trên 6.200 vòng trên phút. Và moment xoắn nó là 180 trên 4.500 vòng trên phút nha các bạn. Về phần hộp số nó là hộp số 6 cấp nha các bạn. Và dung tích cái bình xăng này là chứa đựng được 50 lít xăng. 50 lít. Kona màu bạc. Màu này hiếm nha các bạn, màu này hiếm. Và đây là thông số lớp của nó là R18 nha các bạn. Bản đặc biệt và bản turbo là R18. Và bản tiêu chuẩn là 17 nha các bạn. Bản 17. Và tiếp theo Hoàng sẽ review cái phần mà nội thất bên trong của xe nha các bạn. Nội thất bên trong của xe. Xe này ghế da cao cấp nha các bạn, ghế da cao cấp. Đây, cái phần sàn xe mới nó bằng nỉ nha các bạn, nên khi các bạn mua xe các bạn bắt buộc các bạn phải lót sàn. Đây bằng nỉ nha các bạn, nỉ lông không à. Đó. Trên bước dậm lên nó dơ lắm. Nên bắt buộc mình phải lót sàn cho sạch nha các bạn. Đây là phần phía sau, này nó không có gì hết. Chỗ này nó không có điếu làm mát gì hết.
đây là phần ghế trước nha các bạn, ghế trước. Đây phiên bản đặc biệt này, ghế lái là ghế chỉnh điện 10 hướng nha các bạn. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Và đây là những tính năng được trang bị trên cửa xe nha các bạn. Cũng không có gì đặc biệt. Còn đây là tăng giảm độ sáng của màn hình tappo. Đây là điểm báo cảnh báo điểm mù nha các bạn. Còn đây là chống trơn trượt. Tên vô lăng nha các bạn. Em nghe gọi điện thoại và chỉnh chuyển chế độ nghe đài. Tăng giảm volume và tắt loa. Và bên đây là ga tự động ray control nữa các bạn. Ray control. Đây là màn hình trung tâm. Kết nối USB, Bluetooth và cổng AUX nha các bạn. Và ngoài ra còn kết nối hệ thống Airplay. Đây có điếu ổ nguồn 180V, cổng USB, cổng AUX. Và đây cổng USB nữa nha các bạn. Ở phiên bản 1.6 turbo thì nơi này là nơi sạc điện thoại không dây nha các bạn. Nơi sạc điện thoại không dây. Còn những cái tính năng tên số như hỗ trợ vận hành xuống dốc, cảm biến nha bạn, cảm biến khi mình ghe, remote 3 chế độ lái nha bạn, 3 chế độ lái. Đây chế độ eco là tiết kiệm xăng, chế độ boss thể thao và chế độ combat là bình thường nha bạn, bình thường. Xe này được trang bị 6 túi khí, 6 lò và 6 túi khí nha các bạn, 6 lò 6 túi khí. Đây là shop hướng dẫn, shop hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Này đi chuột của em đó. Đây là hộp đựng đồ của mình. Và hộp này không có cái tính năng là được lên được xuống để mình tùy tay các bạn, không có tính năng là được lên được xuống. Thế là Hoàng đã review xong con Kona 2.0 đặc biệt màu bạc này rồi. Nếu các bạn có thích em này thì vui lòng liên hệ với Hoàng qua số điện thoại bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn vào clip kế tiếp nha. Bye bye.